Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2024, trường Trung học phổ thông Vị Thanh tiến hành tập lễ khai giảng theo kế hoạch. Tuy nhiên vì lý do thời tiết xấu nên phải di chuyển nhiều lần. Đến lúc thời tiết tốt, các em học sinh tiếp tục di chuyển ra sân tập lễ. Tất cả các em đều háo hức đón chào năm học mới sau một khoảng thời gian nghỉ hè khá lâu, hy vọng năm học mới sẽ đạt được nhiều thành công và thắng lợi mới. Sau đây, mời các bạn xem video tập lễ khai giảng khi thời tiết được tốt hơn. Các bạn lưu ý là chúng ta cầm tay phải cầm ở cuối chân cầu, đặt ngay sợi dây bệnh chúng ta nha, thắt lưng nha. Bạn nào mà gần thi dục thì ngay cái thắt lưng. Tay còn lại là tay đáy nhất vuông góc với thân cờ với thân mình không là ra giữ chân thẳng. Là cờ chúng ta sẽ đều, được chưa? Khoảng 45 độ vuông góc là tự động sẽ 45 độ so với thân người chúng ta. Như thế này là ok ha. Đây, thở xuống, đặt lên sát sau bên phải, tay cầm cào thì đứng thẳng lên, không để tự nhiên, được chưa? Rồi khi thực hiện chào cào xong nè, anh chị rất thôi, đừng hạ cào xuống, được chưa? Bước lùi xuống, về vị trí ngồi, thở, lùi xuống. Rồi trong quá trình các bạn ngồi lễ thì bạn phải giữ cờ cho thẳng, không được nhúc nhích, không được nhỡ, được chưa? Rồi bây giờ mình chân lại một lần nữa là mình tập di chuyển nha. Tất cả chú ý để chuẩn bị chào cờ, và tất cả quý đại biểu, quý cô cùng các em xin chúng ta làm lễ chào cờ. Bước lên, nghe tới đây là bước lên vị trí rồi. Tự sao hàng. Nghiêm, chào cờ. Chào, khi chuyển chữ chào là các bạn phải ổn định cờ đi. Nhìn nó cờ, mình xoay nó cờ cho thẳng ra. Em lớp 11, A11 lên đây đổi lá cờ với thầy này. Lên đổi lá cờ. Tự cầm bản tên lớp 10. Các bạn cầm bản tên đứng lên. Lưu ý các bạn lớp 10 nè, đầu tiên là quốc kỳ đi trước, đến bản tên, đến giáo viên chủ nhiệm và đến hai hàng hai bên. Được chưa? Một lát nữa các bạn tập kết lên phía bên đây. Rồi bây giờ các bạn nữ nè, khi di chuyển thì các bạn sẽ cầm cái bản tên lên. Rồi các bạn nữ đứng lên nhìn thầy một bước đi. Bước một bước tận tình. Rồi các bạn cầm hai tay chéo cái thấp ở dưới sát cái ghế chọn, cho nó cao làm sao nó ngang mặt, mình đừng có cao quá, mình thấy cái đường đi. Được chưa? Ở phía trước mặt để chúng ta đi. Để cho mình khi đi ngang để lại. Mình đang đi thẳng thì đúng không? Đi ngang như khách á, thì mình sẽ hơi xây cái bản tên mình về cái hướng qua khách, được chưa? Mình sẽ đi đường này qua. Và cái dụ như thầy đi như thế này, thầy đang đi thẳng thì đúng không? Đi ngang đại biểu thì mình hơi xoay cái bản tên mình lại để biết A đây là tập thể của lớp 10A8. Đi xong hết đại biểu thì quay lại ta đi bình thường, đơn giản vậy thôi, được không? Được không các bạn? Rồi nha. Rồi cảm ơn các bạn kể vị trí. Thầy nhắc lại biên chế đi nè, gồm hai hàng đều nhau bắt thành từng cặp. Đầu tiên là quốc kỳ, ngay sau quốc kỳ là bản tên lớp, ngay sau bản tên lớp là giáo viên chủ nhiệm, được chưa? Và hai hàng trên hai bên đều nhau, được chưa? Rồi bây giờ vị trí ngồi như thế này, à, chúng ta sẽ di chuyển bên ngoài khác và chúng ta sẽ lần lượt đi từ ở phía bên trái bên tay phải khá là nhìn xuống, chúng ta đi vòng qua hết khối 12, chúng ta đi vòng ngắm sau lưng anh chị, đi vòng trở lên vị trí lớp mình, được chưa? Ghế các bạn sẽ để tại chỗ ha. Riêng hôm đó là lớp 10A5 là vào trước, đến lớp 10A6 các bạn không còn được đi nữa, nên các bạn sẽ đi vòng qua cột cờ lên phía sau, đi vòng qua bên đây đi lên, không chạy cột cờ, được chưa? Đi dẫn vòng vô đi lên. Và các bạn nhỏ chưa?
Rồi bây giờ tất cả ghế ngựa các bạn xếp tại chỗ ngồi giữ nguyên. Các bạn sẽ ra biên chế thành 11 lớp. Ở đây là thầy đã đánh dấu ở ngay bên khối 11 bên kia. Đứng xếp thành mỗi lớp 2 hàng, quay mặt về hướng bên đây. Được chưa? Rồi mời tất cả các người chúng ta trở về vị trí. Một lần trước thử nha. Rồi tất cả các người đứng lên, bắt đầu từ 11, chúng ta xếp ngay cái đường mình đi dài qua đến 11. Ghế là các bạn không đá ghế nha, giữ nguyên hàng ghế trong đường này. Và các bạn di chuyển nhanh lên luôn, để mưa di chuyển nhanh các bạn ơi. À, để cho cái đi diễu hành nó thuận tiện thì cũng nhờ quý thầy cô chủ nhiệm của khối 10 là chúng ta cùng đi với các em rồi. Xây xây làm sao cho nó hở ra.
Mời đi. Các bạn lớp 10A2 đề nghị các bạn ngồi vừa cái đường cho người ta đi vô. Rồi tiếp theo 10A7. Thank you.
chưa? 11 sẵn sàng chưa? Đầu tiên chúng ta cùng chào đón 45 em học sinh lớp 10A1 cùng với giáo viên chủ nhiệm là thầy Trần Nam Trung. Lớp 10A1 có 21 em học sinh nam và 24 học sinh nữ. Trong năm học vừa qua, lớp có 38 em đạt học sinh giỏi, 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Lớp có 1 em đạt học sinh giải 3 cấp tỉnh môn lịch sử, 1 giải khuyến khích môn tin học. Trong năm học này, thầy và trò lớp 10A1 cùng quyết tâm thực hiện đạt thành tích lớp văn hóa tiên tiến. Cười lên, cười lên. Lớp thứ hai đang bước qua sân lễ, đó là lớp 10A2 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Lê Thị Vẹn. Lớp 10A2 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nữ. Lớp 10A2 có 9 đồng viên. Trong năm học vừa qua, lớp có 35 em đạt học sinh giỏi, 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Lớp 10A2 có 1 học sinh đạt giải nhất STEM cấp tỉnh. Mục tiêu của thầy và trò lớp 10A2 trong năm học mới này là 100% lên lớp thẳng, 100% hạnh kiểm tốt, nâng cao hơn nữa thành tích học tập và đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc. Đang bước vào sân lễ lúc này là tập thể lớp 10A3 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Lê Thị Bé Em. Lớp 10A3 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua có 38 em đạt học sinh giỏi, 100% đạt hạnh kiểm tốt. Lớp có 1 học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn. Trong năm học mới này, thầy và trò lớp 10A3 còn quyết tâm giữ vững thành tích học tập và đạt lớp văn hóa tiên tiến. Ngay sau đây chúng ta cùng chào đón 45 em học sinh lớp 10A4 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Tô Thị Minh An. Lớp 10A4 có 23 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Thành tích học tập của lớp 10A4 trong năm học vừa qua, lớp có 26 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 100% học sinh đạt thành kiểm tốt. Mục tiêu của lớp trong năm học mới này là cố nâng cao hơn nữa tỷ lệ khá giỏi và đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc vào cuối năm. Tiếp theo sau lớp 10A4 là tập thể lớp 10A5 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Võ Thị Đỗ Quyên. Lớp 10A5 có 44 học sinh, trong đó có 24 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua có 28 em đạt học sinh giỏi, 100% các em đạt hạnh kiểm tốt. Lớp có 2 em đạt huy chương đồng cấp quốc gia môn cầu lông. Mục tiêu của lớp trong năm học mới là giữ vững thành tích học tập và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Chuẩn bị bước qua sân lễ lúc này là tập thể lớp 10A6 cùng giáo viên chủ nhiệm là cô Lê Ngọc Bích. Lớp 10A6 có 40 em và 27 học sinh nữ. Lớp 10A7 có 45 học sinh, trong đó có 27 em học sinh nam và 18 em học sinh nữ. Kết quả học tập. Lớp có 100% học sinh hạnh kiểm tốt, 27 em đạt học sinh giỏi. Lớp có 1 em trong đội tuyển đá cầu thi học mẹ phụ động các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 1 giải nhất nội dung bộ 3 nam. Mục tiêu của lớp trong năm học mới là giữ vững thành tích học tập và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón 44 em học sinh lớp 10A8 cùng giáo viên chủ nhiệm là cô Dương Ngọc Hồng Nga. Lớp 10A8 có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh nam và 27 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong học vừa qua có 31 em đạt
giỏi. Kết quả rèn luyện 100% đều đạt thành kiểm tốt. Mục tiêu của lớp đề ra trong năm học này là 100% lên lớp thẳng, 100% thành kiểm tốt. Phấn đấu nâng cao hơn nữa thành tích học tập và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Ngay sau lớp 10A8 đó là tập thể lớp 10A9 cùng những giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thị Tao Ly. Lớp 10A9 có 44 học sinh, trong đó có 17 học sinh nam và 27 em học sinh nữ. Thành tích của các em trong năm học vừa qua, lớp có 30 em đạt học sinh giỏi, 100% đạt hạnh kiểm tốt. Lớp có 1 học sinh đạt giải STEM cấp tỉnh. Mục tiêu của lớp trong năm học mới này là giữ vững và nâng cao hơn nữa thành tích học tập và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Chuẩn bị bước vào sơ lễ lúc này là tập thể lớp 10A10 cùng giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thị Thúy Hằng. Lớp 10A10 có 42 học sinh với 20 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Trong năm học vừa qua, lớp có 19 em học sinh giỏi, 100% đạt thành tích tốt. Tập thể thầy và trò lớp 10A10 quyết tâm trong năm học này nâng cao hơn nữa những thành tích học tập và rèn luyện. Và sau cùng chúng ta cùng chào đón 37 em học sinh lớp 10A11 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thu Phúc. Lớp 10A11 có 16 em học sinh nam và 21 em học sinh nữ. Thành tích học tập của lớp có 17 em đạt học sinh giỏi, 33 em đạt hạnh kiểm tốt. Lớp có 1 em đạt giải khuyến khích cấp tỉnh môn lịch sử, 1 giải khuyến khích khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Mục tiêu của thầy và trò trong năm học là nâng cao hơn nữa thành tích học tập và phấn đấu đạt lớp văn hóa xuất sắc. Rồi các em trở về lớp là thực hiện những phần còn lại theo quy định của giáo viên chủ nhiệm.